Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin Việt Nam. Mở đầu phần tin Việt Nam, Vũng Tàu xử tù người tổ chức vượt biên. Phiên xử sơ thẩm 4 người về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài diễn ra vào hôm 13 tháng 12 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với mức án tù khác nhau. Tòa tuyên bị cáo là Nguyễn Giao Thông 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tuấn Kiệt 3 năm tù, Huỳnh Thị Mỹ Vân và Vũ Tuấn Khanh thì 18 tháng tù treo. Họ bị khởi tố theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt lên đến 15 năm tù, thưa quý vị. Ghe đánh cá chở 21 người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em xuất phát từ cảng cá Long Hải vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, nhắm hướng đến New Zealand. Và ngày 10 tháng 6 năm 2016, ghe đi vào hải phận nước Úc thì bị Hải quân Úc bắt giữ, trả về Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 năm 2016. Luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho hai trong số các bị cáo nói, tôi được biết những người vượt biên chủ yếu là do kinh tế. Họ không có việc làm và hiểu biết pháp luật, nên chỉ nghĩ đơn giản là tìm cơ hội đổi thời, nhưng không ngờ đến khi bị bắt và trả về nước thì họ thường bị phạt tù rất nặng. Đúng là những người vượt biên tạo nên gánh nặng cho chính sách xã hội tại những nước cho phép họ ở lại, vì họ không có trình độ và tay nghề. Nhưng nếu trả về thì không có tính nhân đạo. Vào hồi tháng 9 năm 2016, phiên phúc thẩm xử 4 người tổ chức vượt biên qua Úc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận, chỉ sửa một phần bản án sơ thẩm, phạt 4 người này tổng cộng 8 năm, 9 tháng tù. Tòa chỉ chấp nhận cho bà Huỳnh Thị Kiều, một người trong số này được hưởng án treo với lý do là cả hai vợ chồng đều bị phạt tù giam, bỏ lại ba đứa con nhỏ không có người nuôi dưỡng, thưa quý vị. Mới một nửa số tiền đã được bồi thường cho nạn nhân Formosa, những người chịu thiệt hại sau thảm họa cá chết ở miền Trung, chỉ mới nhận được 50% số tiền đền bù. Con số này dựa trên khoảng 1.340 tỷ đồng, được Ngân hàng Nhà nước chi ra cho đến nay. Đại diện kho bạc nhà nước thừa nhận việc chuyển tiền đến nạn nhân như vậy là chậm. Thế nhưng một lý do gây ra sự chậm trễ này là người dân không thể đi nhận tiền do mưa lũ trong những ngày qua. Hồi đầu tháng 4 năm nay, nhà máy thép Formosa của người Đài Loan đầu tư tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã thải hóa chất độc hại ra biển làm cá chết hàng loạt, trải dài dọc ven biển các tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm và trả cho chính phủ Việt Nam một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Theo quy định của nhà nước Việt Nam, thì những thiệt hại của người dân chỉ được tính trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến hết tháng 9 năm 2016. Thảm họa môi trường Vũng Áng đã làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình đòi đóng cửa nhà máy Formosa, đông tới hàng chục ngàn người. Những người biểu tình còn đưa đơn kiện Formosa và đòi hỏi số tiền đền bù lớn hơn, vì cho đến nay, ngư dân vùng 4 tỉnh miền Trung vẫn không thể sinh sống bằng nghề đánh cá như trước khi xảy ra tai họa, kính thưa quý vị. Nói về cái đền bù thì Ngọc Thủy nghĩ rằng nhiều khi đền một cái số đầu, một số nào trước rồi cái số sau đã hết tiền rồi. Thành ra bây giờ có đòi nữa cũng không có tiền, phải không Jenny? Dạ, không biết làm sao nhưng mà thấy hiu hắt quá, là bởi vì chị thấy tới bây giờ lâu đã gần một năm trôi qua nhưng mà cái vấn đề đền bù vẫn chưa tới người dân, thì biết họ sống làm sao mấy tháng nay nữa. Khổ thiệt đó chứ. Thì thôi thì trời sinh voi sinh cỏ chắc họ cũng có sống được. Dạ chỗ đó cá còn sống không nổi thì cỏ đâu mà sống cho nổi. Vâng, cũng là hy vọng là người dân của chúng ta cũng được một cái cách sống nào khác đó, tìm một cách sống nào khác để cho cuộc đời của cả gia đình này nọ phải được qua những cái ngày tháng, chứ để mà chờ hoài là đói là chết luôn. Dạ, thật là tội nghiệp. Vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay của chúng tôi. Jenny và Ngọc Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau. Người về Việt Nam, nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương.